Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Thức đêm bắt rén, hiến thân mũi đốt kiếm tiền triệu. Ít ai nghĩ rằng ở Việt Nam lại tồn tại những nghề mưu sinh độc lạ, nhưng cũng có thu nhập khá hấp dẫn như săn rén đêm, ngồi cho muỗi đốt, bồng heo thuê, bán nước biển, buôn lá tre. Nghề săn rén đêm. Con rén vốn là loài côn trùng hôi hám, ai thấy cũng chán xa, lại đang là nguồn thu nhập chủ yếu của một số hộ gia đình tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau khi bắt xong, họ bán rén cho những cần thủ làm mồi câu cá chim, cá tra, cá bông lau. Đặc biệt có những người đã dành cả nửa cuộc đời để bắt rén đêm để mưu sinh như vợ chồng ông Khăn, ngụ ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời khuyên một người quen bán lưỡi câu, vợ chồng ông Khăn bắt đầu nghĩ đến chuyện bắt rén kiếm tiền, một nghề với số vốn gần như bằng không. Tuy nhiên thu nhập từ nghề này cũng khá bấp bênh. Nghề ngồi cho muỗi đốt. Đó là công việc của các tình nguyện viên tại phòng thí nghiệm của khoa côn trùng và động vật y học ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Mỗi tình nguyện viên phụ trách cho hai lồng muỗi ăn vào hai tay hoặc hai chân. Dự án nhằm đánh giá khả năng của muỗi Aedes aegypti, muỗi vằn, mang vi khuẩn Gobochia, ít có khả năng lây truyền bệnh sốt xuất huyết, thay thế quần thể muỗi vằn tự nhiên lây truyền bệnh sốt xuất huyết trên đảo Chí Nguyên, Khánh Hòa. Nghề bồng heo thuê. Chợ heo Bà Rèn, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, được xem là khu chợ buôn bán heo lớn nhất Việt Nam. Ở đây có những phụ nữ làm công việc độc nhất vô nhị, đó là bồng heo thuê. Một lần bồng một con heo, họ được trả từ 500 đến 1.000 đồng tiền công. Đây là nghề đặc biệt, không đòi hỏi sự khéo léo nhưng lại cần tính thận trọng, chịu khó vì suốt ngày phải tiếp xúc với heo. Lúc nghề bồng heo thuê chưa ra đời, mỗi lần cân heo giống là một lần khó khăn vì nhốt heo vào rọ hay chói để cân sẽ làm heo bị chảy xước, mất giá. Đồng thời bán xong mà còn khiêng heo ra cho khách thì rất mất thời gian. Vì thế cái nghề bồng heo thuê tại đây đã dần hình thành và phổ biến rộng rãi. Bán nước biển giữa Sài Gòn. Hơn 30 năm qua, người phụ nữ được mọi người gọi bằng cái tên thân mật là dì Đẹp, 66 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, đã mưu sinh với nghề buôn bán nước biển để bảo quản hải sản. Nói về nghề nghiệp có 102 này, dì Đẹp cũng không ngờ rằng mình lại theo đuổi nó đến tận bây giờ. Chẳng gì là người con của biển, nên đánh bắt cá là công việc chính để mưu sinh. Thời điểm đó, dì cùng chồng đánh bắt cá đêm lên Sài Gòn bán, đồng thời có mang theo ít nước biển để trữ cho hải sản được tươi sống, dễ bán hơn. Thấy thế, nhiều khách hàng đã mua nước biển về bảo quản tôm, cua, cá để bán lâu hơn. Về sau, phong trào mua nước biển để bảo quản hải sản càng nở rộ hơn nên dì cũng bán luôn cho đến bây giờ. Buôn lá tre kiếm tiền. Tưởng rằng không có tác dụng gì ngoài việc để đốt, nhưng những chiếc lá tre đã giúp nhiều gia đình ở Mỹ Đức, Hà Nội và Đoan Hùng, Phú Thọ kiếm hàng chục triệu, thậm chí là cả tiền tỷ mỗi năm. Gia đình bà Đặng Thị Triệu, một hộ nghèo ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội, đã có doanh thu lên đến hàng tỷ đồng từ việc buôn bán loại lá này. Theo bà Triệu, lá tre sinh trưởng phát triển tốt nên chẳng mấy khi thiếu hàng. Hiện giá thu mua lá tre khô là 30.000 đồng 1 kg, lá tươi là 7.000 đồng 1 kg. Trung bình mỗi vụ bà Triệu xuất đi từ 100 đến 200 tấn lá tre. Ngoài xuất sang Đài Loan, lá tre còn thu hút một số đầu mối ở Nhật Bản thu mua lá tre qua chế biến công nghệ cao để gói bán. Nghề săn kiến nhọt độc. Mưu sinh bằng nghề săn kiến nhọt độc thoạt nghe đã thấy rất lạ, nhưng ít ai biết đây là một trong những nghề đem lại tiền triệu mỗi ngày cho một số người dân ở Định Quán, Đồng Nai. Kiến nhọt độc là loài kiến có khả năng săn bắt bọ cạp rất tốt, vì thế người dân bắt loại kiến này về để bán kiếm tiền. Kiến nhọt sống ở những hang sâu trong các khu rừng đất đỏ, dãy cao su, nên việc săn bắt phải khéo léo. Mỗi kg kiến nhọt có giá từ 130.000 đến 160.000 đồng. Mỗi ngày, mỗi người có thể bắt trung bình 5 kg kiến. Vào mùa mưa, côn trùng sinh nở nhiều nên có ngày đạt 9,7 kg. Mỗi tháng, một cặp vợ chồng có thể thu nhập từ nghề này từ 15 đến 30 triệu đồng. Lấy nước thiêng. Lấy nước thiêng không còn là một công việc bình thường nữa mà coi là nghề VIP của người dân Phú Thọ thời gian gần đây. Theo lời truyền tai của người dân quanh khu vực này, nguồn nước tại ngã ba sông Lô, Đà Hồng tại Phú Thọ rất thiêng và không phải ai cũng có thể lấy được nước này. Người đó phải có tâm trong sáng, không vụ lợi. Vì vậy, người lấy nước thiêng có thể thu về bạc triệu mỗi ngày.
vì số tiền khắt khe cho nước thiêng tùy thuộc vào tâm linh mỗi người, không có giá cả cụ thể. Nghề bóc dây điện. Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết có một bộ phận người Việt Nam sống nhờ công việc xẻ thịt dây điện. Bởi những khi có đợt thay dây điện, viễn thông, từng bao tải lớn được những người dân ve chai ở Sài Gòn mua hoặc nhặt về chất đầy nhà, bên đường để mổ dần. Những người làm việc này chủ yếu là phụ nữ, mất gần tuần một người mới kiếm được khoảng 100kg dây đồng. Hà thần ăn lạ, bèo Tây thần đặc sản. Loại bèo Tây hay còn gọi là lục bình ở các vùng quê vốn được dùng để thức ăn cho gà, vịt, lợn. Nhưng tại Hà Nội, bèo Tây lại trở thành đặc sản, thành món ăn sang khó hiểu. Nấu căn bèo Tây là một nồi bèo Tây xào bèo với thịt bò, tôm, thành đặc sản không phải muốn mà có. Vừa tan giờ làm, chị Đinh Thị Mỹ Vân ở Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội phi vội xe máy ra chợ Châu Long gần nhà để mua mấy lạng thịt bò về xào với hoa bèo. Vì món đặc sản bèo Tây xào thịt bò này mà chị phải chạy ô tô cả 100km về Nam Định mới có thể kiếm được bèo. Chị Vân chia sẻ, cách đây hơn một năm gia đình chị đi du lịch miền Tây. Trong chuyến đi đó, chị được thưởng thức các món ăn nấu từ bèo Tây như lẩu cá rô phi bèo Tây, hoa bèo xào thịt bò hay đơn giản như thịt ba chỉ xào bèo Tây. Món ăn mọi người cứ trầm trồ khen ngợi, không biết rau gì mà ngon thơm, cảm giác man mát. Sau hỏi hướng dẫn viên du lịch thì chúng tôi rất bất ngờ khi các món ăn đó đều được nấu cùng với bèo Tây, trong miền Tây gọi là lục bình, chị Vân nói. Chị nhớ hồi bé sang nhà hàng xóm chơi, chị vẫn thấy họ vớt bèo Tây ở ao về, băm nhỏ trộn với cám cho ngan, vịt, lợn ăn mà không thể hình dung loại rau đó lại ngon đến vậy. Giờ thì tháng nào chị cũng chạy cả 100km về quê, nhờ người nhà ra những vùng hồ, đầm hay những khu ruộng trũng mà dân bỏ hoang để tìm hái những thân bèo Tây non nhất về đem về Hà Nội, cất tủ lạnh ăn dần. Mỗi lần như vậy, chị lấy hàng bao tải, nhét chật cứng, hôm nào kiếm được hoa bèo nữa thì cả nhà lại có bữa thịt xoạn. Rau này sống trên mặt nước, lại lấy ở những vùng hồ, đầm ruộng trũng bỏ hoang nên đảm bảo ngon sạch, không lo độc hại. Mà sơ chế rất dễ dàng, chỉ cần cắt khúc ngắn tầm 10cm rồi ngâm qua nước muối pha loãng. Sau đó bóp cho ráo nước là có thể đem nấu canh, làm nộm hay xào với thịt bò tôm. Kiểu gì cũng ngon, chị Vân chia sẻ. Cũng cùng sở thích ăn bèo Tây thơm ngon, chị Nguyễn Hải Bình ở Bùi Xương Chặn, Thanh Xuân, Hà Nội cũng cho biết. Tuần nào chị cũng ăn bèo Tây, hôm thì làm món canh cá nấu bèo Tây, hôm khác lại làm món bèo Tây xào tép. Cả nhà như bị nghiện món này, chị chia sẻ. Tuy nhiên, theo chị Bình, ở những khu vực ngoại thành Hà Nội, bèo Tây tràn ngập, cây bèo dài lên nửa mét, nhưng chị không dám lấy bèo ở đó về ăn vì sợ nguồn nước bị ô nhiễm. Chị thường phải nhờ người ở quê ra đồng kiếm bèo sống trên sông, cân rạt. Lúc đầu thì nhờ người nhà đi lấy bèo Tây về ăn, ai cũng mắt tròn mắt dẹt cười bảo, ở đây người ta toàn lấy về băm cho lợn, cho gà, cho ngan vịt chứ chẳng ai ăn bao giờ. Thế mà nhà tôi phải ăn dè từng cọng vì không phải lúc nào cũng có thể nhờ được người nhà lấy hộ và gửi lên Hà Nội cho mình được, chị Bình nói. Thực tế, bèo Tây hay còn gọi là lục bình, bèo Nhật Bản đã được người dân sử dụng để nấu các món ăn giống như một loại rau săn. Đặc biệt, rất nhiều nhà hàng, quán ăn còn đưa món bèo Tây trở thành món đặc sản vùng miền. Trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, bèo Tây giống như những loại rau khác có thể làm thực phẩm cho người, cho gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, ông Thịnh cũng lưu ý, khi hái bèo Tây để chế biến các món ăn thì phải tránh hái ở những vùng nước ô nhiễm, bởi những vùng nước như thế, trong nước thường chứa kim loại nặng. Bèo Tây lại là loại có tác dụng làm sạch nước. Theo đó, cây bèo Tây sẽ hút kim loại nặng cộng với những chất khác ở trong nước và tích tụ vào thân. Người ăn loại bèo đó nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh do kim loại nặng có chứa trong bèo được chuyển hóa vào người. Do vậy, chỉ nên ăn bèo sống ở những cân rạt có nguồn nước sạch, hái những đọt bèo non trên mặt nước. Khi sơ chế nhớ chú ý rửa thật sạch, ông Thịnh khuyến cáo.
cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.